Chào anh em nhé, đây là chiếc xe dép chạy điện này. Đấy, phiên bản có mái dù màu. Đây là phía trước này. Chiếc xe dép phiên bản đầy đủ. Đấy. Hệ thống vô lăng này. Ổ khóa. Màn hình hiển thị tốc độ. Dung lượng ắc quy. Kính à. Kính chắn gió. Gương chiếu hậu. Có thể điều chỉnh. Đây là bộ ghế này, bộ ghế này có thể tiến lùi này, nghiêng ngả này. Đây là cửa này, em mở cửa này. Mở cửa ra này. Đây là hệ thống chân ga này, chân phanh có khóa dầu này, chân phanh dầu có khóa này. Đây là nơi mà để automat này. Đây là chỗ cắm sạc này. Đây là cần một số khỏe, số phụ khi mà cần tải nặng nhá. Hai ghế có thể nghiêng ngả. Phía sau. Phía sau là bộ ghế bọc da. Rất là rộng luôn, phía sau có thể ba người lớn ngồi và một vài em bé nhỏ. Và để nhìn rõ hơn thì đây là mái này, để khóa cái mái ra cho rộng này. Quay lốp phía sau là đi. Đấy, phía sau này. Phía sau, đấy, cầu có chắn bùn. Phía sau chạy nhíp, phía trước chạy càng nga. Mái ra. Mày gặp đây cái thanh này có thể ngả ra sau nhá. Đấy. Sau khi ngả xong thì có thể buộc vào thì không bị ấy ra. Đấy, bỏ xe này bỏ mái ra thì nhìn rất là đẹp, đẹp hơn rất nhiều, thoáng hơn. Đây là chiếc xe Jeep chạy điện. Lên xe đi thôi anh em. Đóng cửa lại. Cửa thôi nhá. Đây là hệ thống chân ga, chân phanh này, chân ga này, chân phanh này, nhả phanh ra, tiến. Đây mình chỉnh gương nhá. Đấy. Em tắt anh hai cái điện kia trong kia đi. Gương này có thể quan sát để đi xe không phải ngoái đầu ra phía sau. Tuy nhiên là cái gương này chắc chỉ nó chỉ được tầm độ 1-2 tuần thôi, 5 bữa nửa tháng thôi. Mang cho anh khách về nó trẻ con nó bẻ gãy ngay. Phía sau xe à.
Em Linh. Thôi. Đi thế này sướng lắm. Không quen. Rồi ôi. Đã nhảy lên rồi thế. Quên quanh đây đấy nhá. Quanh đây thì mới lái được. Đấy, đi quay tròn ở đây đi. Quay tròn ở đây. Để cho mày tập lùi. Tập lùi đi. Tiến lùi các kiểu đi. Đấy, lái ngon rồi đấy. Đấy, lái chuẩn chưa? À, đấy, bà bác. Bà thấy chưa? Bố chứ, bố làm sao rồi sao? Chuyện đấy chưa? Làm sao? Làm sao? Dạ, bắt đầu lái đi. Mày lái chuẩn chắc được không? Đánh làm sao được à? Bố chứ nhỉ? Điểm danh xem có mấy người nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thế kia vẫn rộng thoải mái, vẫn ngồi được mấy người nữa. Vẫn còn người nữa ngồi được ạ. Tốt. Ui dồi ôi, ngồi 8 người. 3, 5 là 8 đấy rồi. Lai lai lai. Ốp. Mà lên các kiểu đi. Lên cái đằng kia xong rồi thì nó dễ. Cái đằng kia căn bản nó thẳng chưa mà lên. Xem để lại đi xem. Lên bãi cát đi. Từ về số khỏe đi. Đẩy cái cân kia xuống. Đẩy hết cỡ xuống.
là nó ở dưới cho nó để á. Chốc ra được. Để mà bảo thế. Xe sinh nhật á. Công nhật là năm nhà em. Đấy, bạn một giờ lên. Thế là cũng dễ lắm mà chính. Đấy, ngồi đông một chút chưa. Hello. À, chào bạn này nhá, chào bạn này nhá. Đấy. Kia là bạn gì? Bạn Ninh. Đây là bạn Ngọc Anh đúng không? Đây là bạn Ngọc Anh. Đấy. Bạn Ninh à, bạn Vi nhỉ. Đây là bạn cò. Đây là bà. Đây là em cò à. Còn đây là em tài xế.